Chào các bạn nhé. Nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách viết 38 nét cơ bản trong tiếng Trung. Phần đầu tiên là học về nét ngang. Trước tiên học về nét ngang. Nhưng mà trước tiên là ví dụ như là các bạn muốn viết được những cái nét này, viết được chữ đẹp, trước tiên mình phải xem là học về các nét trước, nét ngang, nét sổ, nét mác và nét móc. Trước tiên các bạn chuẩn bị là một cái bút này, bút hình thương hiệu như Bảo Khưa gì này, Bảo Khưa 0.7, bút là 0.7, bút mực nhé, bút mực này. Đấy, và phần ô chữ mễ này. Đây chính là ô chữ mễ này. Học viết tiếng Trung đây chính là ô chữ mễ. Đấy, đây là cái phần cơ bản để viết. Và sau đó là phần nét chữ, nét chữ mẫu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Những bạn nào mà biết rồi thì có thể tham khảo. Trước tiên mình tìm cái nét ngang, đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về nét ngang. Đấy, phần nét ngang, mình bắt đầu hình dung này. Nét ngang thì khi mà nét ngang bắt đầu viết ấy, nó sẽ hình giống như vậy này. Xuống này. Kéo xuống này, sau đó là kéo sang. Đấy. kéo sang đến phần này, sau đó là xuống này. Đấy, xuống, hình giống, hình dáng là giống như là vậy, cái tựa này giống như vậy. Đấy, sang lên lại kéo xuống ngang, nhưng không hoàn toàn là một dòng nét ngang, nó sẽ hơi chếch lên trên, nhé, nó không phải là ngang bằng như này, để hơi chếch lên trên một chút xíu so với cái mặt bằng, để nét ngang như vậy. Bắt đầu mình bắt đầu đặt bút này, bắt đầu điểm đặt bút này. Đầu tiên một nét này phải đưa lên, đưa cái bút lên lên khỏi nhé, lên khỏi cái vị trí này. đưa lên xuống giống như hạ cánh ấy. đưa lên xuống nhẹ chậm, xuống nhẹ một chút này. Đấy. Sau đó là hồi lại nhé, lại kéo sang, bên này nó không ra một. Đưa lên, hồi lại, kéo sang. Đấy. Đến điểm cuối này, nhấn bút, hồi lại, vuốt sang. Đấy, vuốt sang. Lại, đưa lên, kéo xuống, hồi lại chút này, kéo lên, đi lên, kéo sang, hơi chếch lên. Nhấn bút, vuốt. Lại. Đưa lên, xuống, hạ xuống, tạo một cái điểm này. Đưa lên, xuống. Đấy. Chưa chạm này. Đưa lên, kéo xuống, chạm này. Hồi này, thu hồi này. Xong rồi kéo thẳng ra. hơi chếch lên, nhấn bút, hồi lại, vuốt. Đấy. Lại này, đưa lên, xuống, kéo xuống, hồi, kéo sang. Đấy. Nhấn bút này, hồi này, vuốt. đưa lên, xuống, hồi, chếch lên, nhấn bút, hồi lại, vuốt. Đưa lên, xuống, hồi, chếch. Đến điểm này, nhấn vuốt. Lại này, đưa lên, xuống. Đưa lên, kéo xuống như này, hồi quay lại. Chếch lên, nhấn bút, vuốt. Đưa lên, chếch xuống, hồi, kéo sang, nhấn bút, vuốt lên. Đưa lên, kéo xuống, hồi,
text lên, nhấn bút, vút, đấy, tiếp tục đưa lên này. Đưa lên này, đưa lên xuống này, đưa lên xuống, đưa lên, kéo xuống này, hồi này, kéo sang này. Đấy. Nhấn bút, hồi này, vuốt nhẹ này. Đưa lên này. Đưa bút lên, đưa bút lên nhé, đưa bút lên, lấy đà hạ xuống, xong tạo đường, tạo đường chéo 45 độ, tạo đường check xuống, ngắn thôi nhé, ngắn thôi nhé, tầm này thôi nhé, xong lại hồi quay lại. Đó. Kéo thẳng ra, nó hơi check lên một chút, hơi check lên một chút. Lên trước này. Nhờ hồi quay lại, nhấn bút, vuốt. Đấy, có nghĩa khi viết xong cái khoảng cách hai bên này, bên này với bên này nó đều nhau, viết đều nhau, nó đều nhau, hai bên nó đều nhau. Đưa lên lại này, đưa lên xuống này, đưa lên kéo xuống, đấy, hồi này, kéo sang, đấy, bên này bên này, đấy, nhấn bút, hồi nhấn bút này xong vuốt nhẹ, đấy, vuốt nhẹ, đấy, ngang nhưng không hoàn toàn ngang, nó hơi chết lên nhé. Lại này, đưa bút xuống, đưa bút xuống, đưa bút xuống, nhấn hồi này, check lên này, đấy, check lên này, nhấn bút này, vuốt nhẹ, đấy, đưa bút lên nhé, đưa xuống này, đưa lên xuống này, đưa lên xuống này, hồi này, check lên này, đấy, hồi lại nhấn bút này, nhấn bút, vuốt nhẹ, đấy, đưa lên này, đưa lên xuống này, đưa lên này, xuống nhẹ này, hồi này, check lên này, nhấn bút này, nhẹ. Đấy, phần nét ngang như vậy. Rồi, các bạn viết nhé, viết hết những phần này, tập viết xong đó là chụp ảnh thì gửi cho mình xem, lại gửi qua Zalo này để mình xem các bạn viết đúng chưa, Zalo mình chỉnh cho các bạn. Đấy. Rồi chào các bạn nhé.